Cả quý vị khán giả đang xem trên kênh YouTube của Thắng Hoàng. Hôm nay thì bên cửa hàng em tiếp tục về được một lô đẩy cuối năm. Phải nói là đẹp rực rỡ và xuất sắc luôn các bác ạ. Dòng này là của Bile, một trong những cái thương hiệu của Italia. Đấy, thì cái lô này thì nó có cả loa nữa, nhưng mà em chỉ bốc có mình đẩy thôi. Tại vì thấy đẩy nó đẹp và chất quá. Loa thì nó số lượng nó khá chi là nhiều, hàng trăm đôi. Cho nên là em cũng không có bốc được. Đấy, em chỉ bốc có mỗi đẩy thôi. Và đẩy này số lượng là cũng tầm 50 cái. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Phải nói là về hình thức đẹp, đẹp thôi rồi luôn. Đấy, 650W một kênh thì rất là phù hợp để mọi người đánh full 30 hoặc full 40 gia đình thoải mái luôn. Đấy, mỗi kênh có thể đánh được một quả 40 hoặc một quả 30. 40 thì 650W thì đánh nó ở trong gia đình thì có thể là đánh cũng tạm ổn. Chứ còn nếu mà như để mà đánh ngoài trời thì nó phải tầm 800W hoặc 700W thì các bác mới đánh được. Còn 650 này có thể dùng trong gia đình với cái loa full 40, full 76 thì cũng ok. Đấy, Bile, một trong những thương hiệu của Italia, rất là nổi tiếng cho cái dòng này. Đấy, các bác nhìn thấy những cái tên này cũng nó mang đậm chất châu Âu rồi. Đấy, mã là H3600. Đẹp tuyệt, xuất sắc luôn. Đây là phía sau các bác nhá, gần như là nó đang còn rất là xuất sắc, rất là đẹp, có hướng dẫn đầy đủ cho các bác luôn. Chế độ mono là đánh chập kênh này, đánh hai cực đỏ này, đấu hai cực đỏ chập thành một kênh này. Series mã vạch đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy. Chạm mặt loa đang rất là mới keng luôn. Quạt mới tinh, đẹp sạch, êm ru. Chế độ nó có 3 chế độ để cho mọi người sử dụng, đó là Sitte, Parinel là linh tín hiệu, Braille là đánh chập kênh. Đấy. Cắm tín hiệu vào, linh tín hiệu ra bằng Canon, đang còn rất là đẹp, sạch sẽ. Đây là bên trong, các bác sẽ ngỡ ngàng luôn, chất lượng của nó đẹp tuyệt vời luôn đây ạ. Đấy, nó vẫn mang phong thái một cái kiểu thiết kế giống như những cái bo mạch của Mỹ ấy. Đấy, trong những con Crown của Mỹ ấy, nó thiết kế. Con này là Class H nha mọi người nha. Mỗi kênh nó sử dụng một cặp MOSFET. Đầu này một cái, đầu kia một cái. Một cặp MOSFET. Đấy, và 8 sò. Tổng con này là 16 sò. Đấy. Sử dụng IC 13700 để bảo vệ cũng như là xử lý âm thanh, rất là hay, rất là hay. Con này bát rất là sâu các bác nhá, đánh tiếng bát cực uy lực luôn nếu như bác nào thích chơi bát. Đấy. Một con đẩy có nó cắt sâu được xuống bát thì nó rất là thuận tiện để cho các bác sử dụng. Tiếng nó dày, nói chung là tiếng nó dày. Đây nó dùng top con 71V một con tụ. Tụ đang còn phẳng đét đẹp, đẹp long lanh luôn. Tất cả những cái dơ le như dơ le nguồn hoặc là dơ le công suất được sử dụng bằng IC dơ le vuông. Đấy, tất cả những cái diode này nó sử dụng diode kim loại rất là đẳng cấp luôn. Đấy, hệ thống làm nguồn, làm mềm nguồn nó cũng sử dụng cả dơ le vuông luôn các bác nhá. Đấy, con đẩy này thì quá tuyệt vời luôn. Giá thành em đưa ra rất là hấp dẫn luôn các bác nhé. Chỉ có 3.600.000 đồng một chiếc này thôi. 3.600.000 đồng với cái công suất 650W của Bile này. Đấy, một thương hiệu của châu Âu, sản xuất tại China. Đấy, mọi chi tiết có thể liên hệ cho em có số là 0969800985 để đặt hàng các bác nhé. Đấy, cam kết đẹp, chất lượng, an toàn, hiệu quả, âm thanh hay. Vâng, xin chào tất cả mọi người.